Bản tin Covid chiều ngày 8 tháng 2. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất. Chiều 8 tháng 2 có 45 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, riêng thành phố Hồ Chí Minh 25 ca. Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể giãn cách xã hội. 134 trường hợp F1 ở Điện Biên đã âm tính với SARS-CoV-2. Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2. Quảng Ninh có 50 bệnh nhân nhiễm COVID-19, Hải Dương rốt ráo chủ động chuẩn bị các khu cách ly tập trung. Gia Lai khẩn trương xét nghiệm COVID-19 sau khi có 2 ca nhiễm mới. Tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh khá phức tạp. Bình Dương, kết quả tầm soát hơn 1.500 công nhân ở các khu công nghiệp đều âm tính. Về tình hình cụ thể, chiều 8 tháng 2 có 45 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng thành phố Hồ Chí Minh 25 ca. Bản tin 18 giờ ngày 8 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh 25 ca. Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai, Việt Nam hiện có 2.050 bệnh nhân. Số ca mắc ở Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.160 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 467 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 8 tháng 2, 45 ca mắc mới, trong đó không có ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thông tin ca mắc mới, 45 ca mắc mới, bệnh nhân 2006 đến bệnh nhân 2050 là các ca cộng đồng tại Quảng Ninh 3 ca, Hà Nội 3 ca, Gia Lai 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, Hải Dương 12 ca. Cụ thể, các bệnh 2006 Bệnh nhân 2006, nam, 7 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với bệnh nhân 1727, được cách ly từ ngày 29 tháng 1 năm 2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 17 tháng 2 năm 2021, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển, U Bí. Các bệnh 2007 Bệnh nhân 2007, nữ 43 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạng Poyun, được cách ly từ ngày 30 tháng 1 năm 2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7 tháng 2 năm 2021, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Ca bệnh 2008, bệnh nhân 2008, nam, 5 tuổi. Địa chỉ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân là con và có tiếp xúc với bệnh nhân 1553 được cách ly từ ngày 27 tháng 1 năm 2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7 tháng 2 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Ca bệnh 2009 Bệnh nhân 2009, nữ 28 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 ngày 5 tháng 2 năm 2021. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng, lấy mẫu ngày 6 tháng 2 năm 2021. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 2 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 2010 Bệnh nhân 2010, nữ 50 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân 2009. Ca bệnh 2011 Bệnh nhân 2011, nữ 10 tháng tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là con của bệnh nhân 2009. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2010-2011 ngày 8 tháng 2 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 2012 Bệnh nhân 2012, nam 33 tuổi, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân 1952, bệnh nhân 1982. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Ia-un-pa, tỉnh Gia Lai. Ca bệnh 2013, bệnh nhân 2013 nữ 32 tuổi huyện công Trò, tỉnh gia lai bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân 1845 hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại trung tâm y tế iaunpa tỉnh gia lai ca bệnh 2014 đến 2038 bệnh nhân 2014 đến 2038 ghi nhận tại thành phố hồ chí minh là các ca bệnh có tiếp xúc với các bệnh nhân trước đó được ghi nhận tại sân bay tân sơn nhất thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung các bệnh 2039 đến 2050, bệnh nhân 2039 đến 2050 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương là các ca bệnh trong khu phong tỏa tại huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Chí Linh. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 89.782, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 529, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 19.879 cách ly tại nhà nơi lưu trú là 69.374. Tình hình điều trị Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.472 bệnh nhân COVID-19. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 17 ca, số ca âm tính lần hai với SARS -CoV 2 với SARS-CoV-2 là 6 ca, số ca âm tính lần 3 là 3 ca. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện bệnh nhân 1536 đang điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. Bệnh nhân 1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Số ca không qua khỏi liên quan đến Covid-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Để sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể giãn cách xã hội. Trước những diễn biến mới về tình hình dịch Covid-19, Thủ tướng đồng ý cho phép Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể áp dụng một số biện pháp mạnh như thực hiện chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 16 ở một số khu vực. Phát biểu kết luận cuộc họp thường trực chính phủ chiều ngày 8 tháng 2 về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có thể giãn cách xã hội. Theo Thủ tướng, tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp và yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát dịch tại địa phương này. Các địa phương khác cần chuẩn bị các kịch bản có thể xảy ra, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm lây nhiễm không chỉ vận động thực hiện nghiêm 5K mà còn yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nhấn mạnh một ổ dịch mới xuất hiện ở nhiều quận của thành phố Hồ Chí Minh là mối lo ngại, chắc chắn sẽ lây nhất là trong những ngày tới đây, tình hình hết sức xấu. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế, hệ thống chính trị với sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt. Mọi người dân phải thực hiện biện pháp đeo khẩu trang với mọi người dân, địa phương, nhất là các thành phố lớn, đông người qua lại. Các tỉnh khác vận động người dân tiếp tục đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh cần tăng tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, khẩn trương thực hiện khoanh vùng nhanh, lấy mẫu triệt để trên diện rộng các trường hợp có liên quan đến trường hợp mắc bệnh tại nơi làm việc, khu vực sinh sống, xác định các trường hợp nhân viên bốc dỡ hàng hóa tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và thành viên gia đình của các nhân viên là các trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh. Ông Long kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh xác định các nguy cơ lây lan dịch bệnh cao để áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người, chỉ thị 15 hoặc giãn cách xã hội chỉ thị 16 theo phạm vi phù hợp. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, chủng lây bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh hiện không thuộc chủng virus lây nhanh. Mặt khác, từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, thành phố đã làm việc rất mạnh, yêu cầu đeo khẩu trang. Ông Đam đề nghị thành phố Hồ Chí Minh huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế cần phải phát họa được bức tranh tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. 134 trường hợp F1 ở Điện Biên đã âm tính với SARS-CoV-2. Trong tổng số 206 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã có 134 trường hợp cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế tỉnh Điện Biên, tính đến hết ngày 7 tháng 2, các lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã truy vết được 206 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, F1 của các bệnh nhân 1970-1971 là 86 trường hợp, F1 của bệnh nhân 1972 là 120 trường hợp. Tất cả các F1 đều đã được cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 134 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2. Số còn lại đang chờ kết quả. Đến hiện tại thì toàn tỉnh có 651 trường hợp phải cách ly tập trung tại các khu cách ly, 660 trường hợp đang cách ly tại nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Sau thời gian gấp rút thi công, chiều ngày 7 tháng 2, đoàn công tác của Bộ Y tế Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiến hành bàn giao bệnh viện giã chiến cho ngành y tế tỉnh Điện Biên để quản lý và sử dụng. Với quy mô khoảng 200 giường bệnh, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại mới được bổ sung, bệnh viện giã chiến có thể đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để có thể hoạt động ổn định, hiệu quả, ngoài sự hỗ trợ của các chuyên gia tới từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Giã Chiến còn huy động khoảng 60 cán bộ, y bác sĩ đến từ các cơ sở khám chữa bệnh của ngành y tế Điện Biên. Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, Quảng Ninh có 50 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Sáng ngày 8 tháng 2 năm 2021, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 là các F1 đã được cách ly tập trung. Theo đó, 2 ca là F1 của ổ dịch Hải Dương đã được cách ly tập trung tại Đông Triều, hiện đang chuyển Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí điều trị. 1 ca là F1, con của bệnh nhân 1553, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2. Lũy tích đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 50 ca dương tính, Hai bệnh nhân đã chuyển bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. 25 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện số 2. 22 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Một bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện Sản Nhi. Tổng số truy vết 104.229, F1 3.351, F2 17.198, F3 39.314, F4 44.366. Liên quan ổ dịch Vân Đồn 38.312 liên quan ổ dịch Hải Dương 65.917. Trong đó, số cách ly tại các cơ sở y tế là 613, còn lại là cách ly tại các cơ sở khác. Số cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 1.927. Số mẫu đã được thực hiện xét nghiệm của tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm hiện tại là 45.441. Hải Dương rốt ráo chủ động chuẩn bị khu cách ly tập trung. Tính đến ngày 8 tháng 2, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn đang tiếp tục khẩn trương xây dựng, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn. Huyện Thanh Miện chuẩn bị xong 19 khu cách ly tập trung. Tính đến sáng ngày 8 tháng 2, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị xong 19 khu cách ly tập trung tại các xã, thị trấn trong huyện. Các khu cách ly này có tổng sức chứa trên 3.000 người. Huyện Thanh Miện giao các địa phương quản lý, bố trí lực lượng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các khu cách ly khi cần thiết. Để chủ động phòng chống dịch, huyện Thanh Miện còn yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị địa điểm cách ly trong cơ sở sản xuất. Đến hết ngày 7 tháng 2, huyện Thanh Miện đã truy vết 22 trường hợp F1, đã cách ly tập trung, 1.022 trường hợp F2 và 3.182 trường hợp F3. Tất cả các trường hợp F1 đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 18 trường hợp F1 đã cho kết quả âm tính lần 1. Huyện Cẩm Giàng, 5 khu vực phong tỏa trong địa bàn cách ly y tế Bắt đầu từ 18 giờ ngày 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lai Cách Cẩm Giàng đã phong tỏa cách ly toàn bộ chợ trung tâm thị trấn. Chợ trung tâm thị trấn Lai Cách bị phong tỏa do liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là TVTI sinh năm 2000, nhân viên quán karaoke Hương Sen và bà DTTH sinh năm 1947, mẹ vợ của F0 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng cùng ở khu đô thị thương mại Lai Cách. Cả hai trường hợp trên đã nhiều lần mua bán hàng hóa tại chợ này nhưng không nhớ hàng nào. Trong thời gian này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lai Cách yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh tại chợ và nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực khai báo y tế. Đến nay, huyện Cẩm Giang có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 người ở thị trấn Lai Cách, 4 người ở xã Tân Trường và 3 người làm việc tại Điện lực Cẩm Giang. Huyện đã cách ly y tế toàn địa bàn từ 18 giờ ngày 5 tháng 2 Đến nay, huyện có thêm 5 khu vực phong tỏa là khu đô thị thương mại Lai Cách, chợ trung tâm thị trấn Lai Cách, khu 1, khu 2 và khu 3 thị trấn Cẩm Giàng. địa lực Cẩm Giàng và toàn xã Tân Trường. Đến chiều ngày 7 tháng 2, huyện ra soát được 737 trường hợp F1, tăng thêm 206 trường hợp so với ngày 6 tháng 2. 4.025 trường hợp F2, tăng 677 F2 so với ngày 6 tháng 2. Toàn huyện cách ly 729 trường hợp. Toàn bộ người cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngày 7 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện lấy 3.500 mẫu xét nghiệm, trong đó có 237 trường hợp F1, còn lại là người dân thôn Quý Dương, khu trung tâm thương mại Ghẽ và thôn Phú Xá cùng xã Tân Trường. Ngày 6 tháng 2, xã Cẩm Phúc đã xử phạt hành chính một trường hợp là anh VVT, sinh năm 1989, tại thôn Phúc B do cố tình không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Xã Cẩm Hưng đã trang bị chăn ga, khẩu trang, vật tư thiết yếu và trao 500.000 đồng tặng các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Thị xã Kinh Môn dự báo số F1 ở Kinh Môn còn tăng, chủ động bố trí điểm cách ly tập trung. Thị xã Kinh Môn yêu cầu các xã phường chủ động bố trí các điểm cách ly tập trung để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Ngay trong đêm ngày 6 tháng 2, phường Thái Thịnh đã chuẩn bị cơ sở cách ly tại trường mầm non. Đến sáng ngày 7 tháng 2, tất cả các phường, xã trên địa bàn đã chọn xong nơi làm điểm cách ly tập trung. Các điểm được chọn là trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở bởi có cơ sở vật chất thuận lợi hơn so với những nơi khác thị xã yêu cầu các địa phương thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ, chủ động các vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt cho người cách ly và đội ngũ phục vụ trong khu cách ly. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Kinh Môn, trước đó thị xã đã có 10 điểm cách ly tập trung, trong đó có 8 điểm đã được đưa vào sử dụng. Đến sáng ngày 7 tháng 2, các điểm này đã tiếp nhận gần 1.200 F1 và 109 người là bố mẹ, ông bà đi chăm sóc con cháu. Tại một số điểm cách ly tập trung đã xảy ra tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người cách ly. Theo dự báo, trong những ngày tới, các F1 của thị xã còn tiếp tục tăng. Vì vậy, thị xã yêu cầu các xã, phường cần chủ động cơ sở vật chất nhằm đảm bảo tốt cho việc cách ly khi có yêu cầu. Ninh Giang xử lý một trường hợp trốn khỏi khu vực phong tỏa. Lực lượng chức năng huyện Ninh Giang đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc anh Trần Văn Tuyên, sinh năm 1984, ở khu 1, thị trấn Ninh Giang, đang trong diện cách ly. Đã tự ý bỏ trốn ra ngoài khu vực phong tỏa, Trước đó khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2, anh Tuyên, sinh năm 1984 ở khu 1 thị trấn Ninh Giang, đã bỏ trốn ra ngoài khu vực phong tỏa thì bị lực lượng chức năng của huyện phát hiện, lập biên bản vụ việc. Chiều cùng ngày, công dân này đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại xã Đồng Tâm, Ninh Giang. Ngày 2 tháng 2, khu 4 thị trấn Ninh Giang ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã quyết định phong tỏa cách ly 60 hộ dân với 230 nhân khẩu xung quanh khu vực nhà bệnh nhân. Hậu anh tuyên nằm trong khu vực phong tỏa này. Gia Lai khẩn trương xét nghiệm COVID-19 sau khi có 2 ca nhiễm mới. Tính đến sáng ngày 8 tháng 2, tổng cộng các ca ghi nhận dương tính với COVID-19 ở Gia Lai là 19 ca. Với sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương và Bộ Y tế, sự hỗ trợ tích cực của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, bệnh viện trợ rẫy, công tác truy vết lấy mẫu và xét nghiệm được tiến hành rất khẩn trương. Theo đánh giá của các y bác sĩ, chuyên gia phòng chống dịch COVID-19 cũng như các đoàn hỗ trợ của ngành y tế Gia Lai, thì Gia Lai đã cơ bản kiểm soát và khống chế được COVID-19. Việc các ca bệnh được ghi nhận tại cộng đồng ở huyện Iapa, Phú Thiện, Grongpa và thị xã Iaunpa đến nay đã được khoanh vùng truy vết khẩn trương. Các đối tượng nghi ngờ liên quan được cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Với sự hỗ trợ của các đoàn cán bộ y tế, việc xét nghiệm lấy mẫu diễn ra tức tốc, chính xác, các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Sơn và đường Hoàng Sa, phường Ia đã hoạt động trở lại bình thường, không còn phong tỏa. Đến ngày 7 tháng 2, gia lai đã lấy 6.192 mẫu xét nghiệm, f1 có 1.647 mẫu, f2 có 1.746 mẫu. Các trường hợp f1, f2 đều được tư vấn cách phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Bên cạnh đó, các đoàn truy vết còn đến tận các vùng dân tộc thiểu số hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, nhất là trong những ngày áp Tết. Tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh khá phức tạp. Sáng mùng 8 tháng 2, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tham gia đồng chủ trì cuộc họp khẩn với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Tính đến sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 tại 6 quận huyện của thành phố. Sau khi nghe báo cáo của các quận huyện với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của viện trưởng viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, từ cầu thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ. Có thể nói rằng thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp đáp ứng tình hình dịch nhanh chóng, khẩn trương và kịp thời, đặc biệt là các quận huyện đã thực hiện rất quyết liệt. Chúng tôi đánh giá cao việc này. Theo Bộ trưởng, ổ dịch tại khu bốc xếp hành lý sân bay Tân Sơn Nhất đã có từ trước, vì vậy, từ năm ca nhiễm COVID-19 tại đây, qua truy vết và xét nghiệm, đã phát hiện thêm 24 ca tại 6 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế nhận định tình hình dịch của thành phố Hồ Chí Minh khá phức tạp, vì ổ dịch trải qua các chu kỳ lây nhiễm và hiện nay chưa xác định được điểm khởi đầu của đợt dịch này. Nhóm công nhân bốc xếp hàng hóa, cả người nhiễm và chưa nhiễm, có thể không có điểm lây nhiễm từ khu vực bốc xếp vào khu hành khách cũng như khu vực có người phục vụ trong cảng hàng không. Tuy nhiên, việc giao lưu của nhóm công nhân này đối với cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn. Do vậy, số ca nhiễm có thể không dừng ở con số 29 mà có thể thêm. Vì vậy, Bộ trưởng lưu ý, trước nguy cơ lây nhiễm cao, thành phố Hồ Chí Minh cần có hành động quyết liệt, nhanh chóng, khẩn trương như đã làm trong những ngày gần đây, nhưng nâng cao lên một bước và mạnh lên một bước. Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị hướng dẫn thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu theo cụm gia đình, có thể trộn mẫu lên đến 16 mẫu một lần trộn thay vì là lấy mẫu từng người thì lần thứ nhất sẽ lấy gộp mẫu của từng hộ dân. Nếu phát hiện nghi nhiễm thì sẽ đưa cả hộ gia đình đó đi cách ly và tiến hành lấy mẫu lần hai. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét đánh giá từng khu phố, từng phường xã, quận huyện để quyết định lựa chọn địa điểm áp dụng theo chỉ thị 16 hay chỉ thị 15. Chỉ thị 16 áp dụng tại các khu vực có ca bệnh, còn toàn thành phố chỉ thị 15 hoặc lỏng hơn, có thể mới theo kịp tốc độ truy vết khoanh vùng và dập tắt được ổ dịch. Chúng ta phải đi nhanh hơn, không thể đi sau dịch. Việc quyết định là do thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng nhấn mạnh. Để đồng hành hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế thiết lập bộ phận thường trực đặc biệt tại 51 Phạm Ngọc Thạch do một đồng chí Thứ trưởng Y tế phụ trách Đồng thời, Bộ Y tế cũng huy động toàn bộ lực lượng y tế của Trung ương đóng trên địa bàn cùng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các biện pháp chống dịch, xử lý chuỗi lây nhiễm ở sân bay cũng như trong cộng đồng. Bình Dương, kết quả tầm soát hơn 1.500 công nhân ở các khu công nghiệp đều âm tính. Ngày 8 tháng 2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho biết, qua lấy mẫu hơn 1.500 công nhân của 47 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp để tầm soát dịch bệnh COVID-19, từ ngày 6 tháng 2 đến nay, Tất cả các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng báo cáo liên quan đến hàng ngàn trường hợp diện F1, F2 của các bệnh nhân số 1801, 1843, 1886, 1887 đến nay đều cho kết quả âm tính. Theo đó, về cơ bản, ổ dịch tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo liên quan đến dịch ở tỉnh Hải Dương đã được khoanh vùng, khống chế, tiến tới dập dịch nên khả năng lây lan ra cộng đồng rất thấp. Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Nguyễn Hoàng Thao, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Luân, viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, qua kết quả xét nghiệm, hai anh em bệnh nhân số 1980 là F1 của bệnh nhân số 1979. Kết quả cho thấy, chùm ca bệnh hai anh em sinh sống tại chung cư E4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, không phải xuất phát từ địa bàn Bình Dương mà lây tại thành phố Hồ Chí Minh Quá trình trích xuất camera truy vết những người tiếp xúc tại trung cư E-Home 4, hai anh em bệnh nhân ít tiếp xúc với những người xung quanh trong khu trung cư. Các trường hợp F1 tiếp xúc gần đã được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá về cơ bản trùng ca bệnh này tại Bình Dương đã khoanh vùng truy vết cách ly nên ít khả năng lây trong cộng đồng.